Hôm nay sẽ nói về những cái nguyên tắc mà khi chúng ta đi ra mà khởi nghiệp, đó là làm chủ phát ngôn. Đầu tiên là làm chủ phát ngôn. Khi mà còn làm giám đốc nhân sự non tay thì tôi rất ngại phải thảo luận các vấn đề nhạy cảm về nhân viên, những vấn đề liên quan trực tiếp đến những chuyện không hay của họ, như đi làm trễ chẳng hạn, nghỉ không phép chẳng hạn, những quy chế, những thủ tục khiến họ bực bội. Dù biết rằng sự giận dữ của họ nhiều khi cũng chỉ là một cách phòng vệ, nhưng khiến tôi cảm thấy ái ngại. Chẳng ai trong chúng ta muốn nghe lời chỉ trích của người khác cả, cũng như chẳng ai muốn bị người khác xem thường. Những lời nói của bạn rất hợp lý, rõ ràng, nhưng điều người ta quan tâm là cách nói của bạn, hơn là thông điệp mà bạn truyền tải. Hai nhân viên của tôi từng xích mích với nhau, và khi mà bình tĩnh lại thì một trong hai đã nói với tôi rằng: "Anh có nghe anh ta nói với tôi như thế nào không? Rằng tôi là kẻ ngu đần." Quả thực tôi rất lấy làm tiếc vì những sai lầm ấy xảy ra, nhưng tôi không phải là kẻ ngu và tôi không thích bị nói như vậy. Thật sự nếu bạn có một thông điệp muốn truyền đến cho người khác nhưng không biết phải diễn đạt như thế nào thì hãy thử nhẩm lại. Hãy thử nhẩm lại, chọn một cách nói sao cho phù hợp và nhất, và cân nhắc xem thông điệp ấy được đối phương hiểu ra sao. Và trong trường hợp đối phương phạm phải một sơ suất hay lỗi lầm nào đó, thay vì đổ lỗi, bạn nên tập trung cách giải quyết vấn đề. Chẳng hạn, bạn đang cần cấp thông tin của ai đó nhưng người đó lại không cung cấp cho bạn đúng lúc. Thay vì giận dữ, bạn nên tập trung tìm cách giải pháp để có được những thông tin cần thiết một cách kịp thời, chính xác. Thông điệp của bạn lúc này là: "Tôi không quan tâm, đó là lỗi của ai. Điều tôi muốn lúc này là chúng ta hãy bắt đầu vào việc." Đừng để thông điệp đầy thiện chí của bạn bị hiểu lầm. Muốn vậy, hãy chọn cho mình cách diễn đạt tốt nhất để đẩy người khác vào thế phòng để không đẩy người khác vào thế phòng thủ. Xin nhớ rằng người ta nghe và xem cách bạn truyền thông điệp trước khi người ta hiểu bạn đã cố gắng gửi gắm điều gì. Chẳng hạn, giọng điệu của bạn khiêu khích hay nhún nhường, nhanh hay đầy sức thuyết phục, chậm rãi hay điềm tĩnh, nhưng cương quyết. Tóm lại, cách bạn nói chuyện với người khác như thế nào thì cách người ấy đáp trả cũng sẽ như vậy. Nếu bạn tức giận, la lối trong khi giải thích, người nghe có khả năng sẽ phản ứng tương tự. Khi điều này xảy ra, cơ hội đạt đến giải pháp tốt đẹp giữa hai bên sẽ bị giảm sút. Đừng quên rằng bạn không thể biết hết được những gì được những điều gì đã xảy ra với những người khác. Có thể họ đã gặp phải một vài chuyện không vui, có thể cũng có thể gia đình của họ gặp những rắc rối riêng mà bạn không can thiệp được. Chúng không liên quan gì đến bạn, điều đó là chắc chắn. Tuy nhiên, cách mà bạn khiển trách nhân viên có thể khiến cho họ tự vệ rồi tìm cách phản công lại, từ đó dẫn đến tình trạng căng thẳng, mâu thuẫn và cuối cùng là phản ứng một cách quyết liệt. Có thể thấy kiểu nói chuyện của mình dễ khiến cho người khác hiểu lầm, bạn hãy tìm một cách gợi chuyện trước. Hãy hỏi họ làm thế nào mà bạn có thể cải thiện được khả năng giao tiếp của bản thân, hoặc thảo luận về những vấn đề nhạy cảm, liệu những hành động và những cách phản ứng của bạn có làm cho họ khó chịu hay không. Hãy nói rằng bạn luôn luôn sẵn sàng lắng nghe những góp ý chân thành từ họ, rằng bạn cũng như họ đang cố gắng xây dựng nền tảng nghề nghiệp vững chắc. Đây là một trong những nghệ thuật quan trọng góp phần vào những thành công trong nghề nghiệp của bạn, huấn luyện qua kinh nghiệm. Nếu như những phần trước chúng ta đề cập đến những ý kiến phản hồi từ phía bạn tới một cá nhân nào đó, ở phần này ngược lại, người nhận ý kiến phản hồi chính là bạn, và mỗi ý kiến phản hồi ở đây đều mang tính tích cực, có giá trị đóng góp cao. Đây là những điều mà tôi gọi là huấn luyện qua kinh nghiệm, chính sự chuyển giao kiến thức vào một thời điểm nào đó cho tới hiện tại. Bạn được nhận điều đó là miễn phí, và biết để biết cụ thể hơn, hãy đến với những phân tích dưới đây. Tôi thích chơi xổ số, chỉ cần bỏ ra $1 và chọn một dãy số để có thể mang lại cho bạn một số tiền lớn. Điều đó quả là thú vị. Khi còn nhỏ, tôi từng mơ ước tìm được một cuốn sách màu nhiệm, trong đó chứa đựng mọi dãy số sẽ đoạt giải trong vòng 20 năm tới. Chỉ cần có một cuốn sách ấy, tôi sẽ trúng hết các xổ số ở khắp mọi nơi trên thế giới. Tôi có thể chăm lo cho gia đình mình, cho bản thân mình,
và trong bất kỳ người nào mà tôi yêu mến mà không phải lo lắng về tiền bạc hả chứ. Giống như câu chuyện tuổi thơ này, chủ ý của tôi là để nói với bạn rằng trong huấn luyện qua kinh nghiệm, bạn sẽ nhận được những điều giá trị tương tự như cuốn sách xổ số ngọc nhìn vậy. Huấn luyện kinh nghiệm diễn ra khi các nhân viên giàu kinh nghiệm chỉ cho bạn những bài học đúc kết từ quá khứ. Chương trình này phát sinh ra trong một trường hợp đặc biệt, bạn có thể được tham gia một dự án đang tiến hành mà trong đó mọi người cộng tác chia sẻ suy nghĩ kinh nghiệm của bản thân với nhau. Chương trình này có thể xảy ra một cách bất ngờ, một chương trình huấn luyện qua kinh nghiệm tốt và thường bắt đầu từ những nhân tố nào đó được lồng vào nhau trong câu chuyện và kết thúc vào thời điểm thích hợp. Nó na ná như việc quan sát một chiếc thuyền buồm lướt trên mặt nước với theo lộ trình vòng tròn và những điểm xuất phát là đích đến. Bạn có thể sững sờ như thế bạn vừa thực hiện một hành trình mà không rời bỏ vị trí. Hơn nữa, bạn có thể học được rất nhiều thông tin nữa. Những ngày mới vào nghề, tôi có dịp trình bày với một nhóm nhà quản lý cấp cao về kế hoạch của mình trong những việc làm sắp tới. Để thu hút các ứng viên, tôi tha thiết về đề xuất một vài vị quản lý cao góp phần vào sự kiện ấy. Ở cuối buổi trình bày, nhóm đồng ý với kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm, nhưng cho rằng không cần thiết phải có mặt các nhà quản lý cấp cao. Vì tôi được chỉ thị phải tìm hướng giải quyết khác. Thực sự hơi thất vọng và có phần giận dữ về sự khước từ của họ. Ngày hội việc làm là một sự kiện lớn đối với chúng tôi và tôi muốn phải thành công. Yếu tố chính đánh giá sự thành công là số lượng và chất lượng các hồ sơ xin việc trong ngày hội đó. Tôi muốn quán xuyến tất cả các hoạt động hậu cần. Thâm tâm tôi muốn rằng các ứng viên tiềm năng sẽ tạo được ấn tượng tốt trong mắt các nhà quản lý. Do đó, chẳng lý do gì mà các nhà quản lý lại vắng mặt. Tôi đến gặp May, một nhà quản lý có mặt trong buổi họp ban sáng. Ông từng đánh giá cao kế hoạch ngày hội việc làm của tôi và còn cho rằng sự hiện diện của các nhà quản lý cao cấp là một ý tưởng tốt. Khi biết tôi không thuyết phục được hội đồng và sẽ chẳng có vị quản lý nào chịu đến tham dự ngày hội việc làm cả, May đã mỉm cười nói rằng ông hiểu được cảm giác của tôi, bởi trước đây ông cũng có từng nhiều lần rơi vào hoàn cảnh tương tự. Rồi ông chia sẻ câu chuyện quá khứ của mình. Nhiều năm trước đây, May đã mua theo đuổi một ý tưởng lớn về việc tạo ra một công cụ giúp các nhân viên điều khiển vang một đường cách dễ dàng. Ông lên kế hoạch kiểm tra rất nhiều cấu hình khác nhau, và khi làm xong bản thiết kế, ông đã từ bỏ tiền túi ra để thiết kế bản mẫu. Rất tự hào về thành quả đó, May đã mang bản thiết kế đến gặp sếp với hy vọng rằng công ty sẽ thấy được giá trị và các đầu tư sản xuất. Tuy nhiên, vị sếp đã gạt bỏ ý tưởng này. Ông giải thích rằng đây là một ý tưởng tốt nhưng lại không thuộc trong lĩnh vực công ty. Thất vọng tràn trề, May rời văn phòng, quăng bản vẽ vào kho nhiều tháng trời. Cuối năm đó, một trong những đối tác cung cấp vật liệu cho công ty đến thăm nhà máy. Họ đã nghe về bản vẽ của May và yêu cầu xem nó. May đem tới cho họ nghiên cứu và vài tuần sau ông bán được cho công ty này một giá hời và còn được hưởng phần trăm của doanh thu trong tương lai. Tình hình tiến triển tốt đến không ngờ. Sau khi ngẫm câu chuyện của May, tôi nhận ra rằng mình còn có nhiều ý tưởng tốt hơn. Và điều mà tôi đề nghị trong buổi họp ban đầu, tôi muốn các vị lãnh đạo hiện diện tại ngày hội việc làm để tạo ra uy tín và cả sức hấp dẫn cho công ty. Nhưng họ có thể nói được điều gì với các ứng viên tiềm năng về yêu cầu công việc? Chắc chắn là nếu có thì chỉ là những thông tin chung chung. Trong khi đó, điều các ứng viên muốn đó là biết thật cụ thể về đặc trưng và yêu cầu của công việc họ sẽ làm. Và điều này có lẽ các nhà quản lý không thể đáp ứng được, bởi từ trước đến nay, họ chỉ quen với công việc quản lý mà thôi. Lúc đó, liệu ai có thể cung cấp thông tin cho các ứng viên tại ngày hội việc làm? Suy nghĩ thế nên tôi quyết định các nhân viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực và chuẩn bị sẵn các câu hỏi tại ngày hội việc làm. Mọi việc diễn ra suôn sẻ và nhờ các chuyên gia kinh nghiệm ấy mà các ứng viên, những người muốn làm việc cho chúng tôi hiểu được cụ thể và tính chất của từng loại công việc. Và cũng nhờ thế tôi rút ra được cho mình một kinh nghiệm rằng có rất nhiều con đường khác nhau để chúng ta hoàn thành được mục tiêu, và quan trọng là chúng ta phải sẵn lòng tham khảo tất cả các lựa chọn và đừng bỏ cuộc cho đến khi tìm được một cách thích hợp nhất.
Huấn luyện qua kinh nghiệm là cách tốt để tạo được mối liên hệ giữa học và hành, giữa kiến thức trong nhà trường và ứng dụng thực tế. Bạn có thể học được rất nhiều điều bổ ích từ kinh nghiệm của những người đi trước. Với tôi, kiến thức có thể nhờ được học hỏi các cộng sự giàu kinh nghiệm và nhiều hơn là kiến thức tiếp thu trong ghế nhà trường. Từ những câu chuyện của họ, tôi có thể rút ra được kinh nghiệm cho bản thân và chuẩn bị tinh thần giải quyết những khó khăn trong tương lai. Trong quá trình làm việc, tôi hưởng lợi được từ nhiều đề nghị của họ. Kinh nghiệm của họ giúp tôi phát triển khả năng phán đoán, khả năng nhận thức trong từng trường hợp cụ thể và ưu tiên cho những việc quan trọng khi giải quyết vấn đề. Đôi khi chúng ta vẫn xem đồng nghiệp lâu năm là những người lỗi thời, không theo kịp cái mới. Điều này chỉ là một vài trường hợp nào đó. Dù họ hơi chậm, chút ít so với những lý thuyết, những phương pháp hiện đại, nhưng họ lại mạnh hơn về kinh nghiệm. Họ biết cách lèo lái, sử dụng cách suôn sẻ. Nếu gặp một nhân viên giàu kinh nghiệm, có khả năng chuyên môn cao, có thể bạn sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích từ những kiến thức của họ. Vì vậy, hãy nâng chân tham dự vào bất kỳ cơ hội huấn luyện qua kinh nghiệm nào mà bạn cho rằng, hoặc là bạn chủ động tìm kiếm nó. Yếu tố thứ ba là yếu tố cố vấn cô danh. Cố vấn cô danh là ai? Bạn đã học hỏi được gì về vị cố vấn cô danh này? Chúng ta bắt đầu sự bằng việc giải thích các khái niệm trên. Một số công ty áp dụng chương trình cố vấn chính thức qua việc phân bố nhân viên mới vào làm việc trong cùng một số nhân viên giàu kinh nghiệm. Mục đích của việc thiết lập mối quan hệ này là nhằm đưa nhân viên kinh nghiệm đến với nhân viên mới, giúp nhân viên mới học hỏi và phát triển những kỹ năng chuyên môn của mình. Chuyên gia cố vấn này không phải là giám sát viên của nhân viên mới. Họ chỉ là những người cung cấp cho nhân viên mới những kỹ năng theo dõi công việc và phương pháp phát triển nghề nghiệp từ kinh nghiệm thực tế. Bởi vậy, còn có thể gọi là cố vấn vô danh. Chức năng của một cố vấn vô danh hơi khác so với những cố vấn thông thường. Cụ thể, cố vấn vô danh hoàn toàn không biết họ đang cố vấn cho bạn. Bạn có thể lên kế hoạch trao đổi với họ, nói cho họ biết rằng bạn rất vui khi họ là cố vấn của bạn và bạn mong hiểu họ hơn nữa. Nhưng tôi khuyên bạn không nên làm như vậy. Cố vấn vô danh không có vai trò chính thức trong việc phát triển của bạn. Mặc dù họ có những đóng góp đáng kể, việc quan sát cách họ ứng xử trong môi trường làm việc sẽ cho bạn những kinh nghiệm đáng quý khi cần điều chỉnh hành vi và những kỹ năng của bản thân cho thích hợp. Tôi bắt đầu sử dụng phương pháp này ngay từ khi giai đoạn mới khởi nghiệp. Tôi chọn lọc những hành vi và những kỹ năng khác nhau của cố vấn vô danh để tạo ra sự khác biệt cho riêng mình. Trước đây tôi từng làm việc chung với một nhân viên và trong phòng làm việc của anh ta thường có sự hiện diện của các vị giám đốc cũng như giám sát viên. Họ thường bàn luận với nhau về nhiều vấn đề. Điều ấy khiến cho tôi tự hỏi liệu mình có thể xây dựng được những mối quan hệ tốt như vậy đối với những người khác không. Để ý hơn, tôi thường thấy anh ta là những người luôn biết lắng nghe. Khi người ta đưa ra một vấn đề nào đó, anh không biết, không trực tiếp giải quyết cho họ, mặc dù anh có thể làm việc dễ dàng, mà điều chỉ đặt ra câu hỏi là những thông tin tin cần xoay quanh vấn đề đó. Chẳng hạn, nguyên nhân nào dẫn đến điều ấy, có yếu tố nào khác ngoài hoàn cảnh không? Người gặp vấn đề khó khăn sẽ trả lời, và khi họ nói, những người cố vấn này sẽ học hỏi thêm những câu hỏi khác có liên quan. Người đó sẽ phải xem xét các lựa chọn khác nhau từ câu hỏi khơi gợi cố vấn vô danh. Người chỉ lắng nghe và đặt câu hỏi. Một cố vấn vô danh khác từng dạy tôi cách làm thế nào để làm việc với lãnh đạo cấp cao một cách hiệu quả và luôn tỏ thái độ kính trọng với họ. Thực tế là làm được điều này không phải là đơn giản. Những người cố vấn này có một phương pháp đặc biệt là giữ vấn đề của người khác cho tới khi nó được giải quyết, và khi thực sự cần thiết là chuyển đi một yêu cầu mới tới một người nào đó, và cô ấy bảo người yêu cầu trở lại gặp lại cô nếu họ chưa được giải quyết. Cô ấy sẽ tiếp tục vấn đề mới cho tới khi họ người đó thỏa mãn. Cả hai cố vấn vô danh này đều được đánh giá cao trong tổ chức của chúng tôi. Họ được công nhận qua những việc làm đúng và phù hợp với văn hóa công ty. Tôi có thể lấy ra một vài bài học của họ, sửa lại cho phù hợp với mình và áp dụng với tiến độ và tiến bộ nhanh hơn so với việc tôi phải tự học lấy những bài học kinh nghiệm cho bản thân. Sau khi đã hiểu vai trò cố vấn vô danh, chúng ta hãy thử đi tìm họ. Hy vọng bạn sẽ có thể tìm được một hai ứng viên tiềm năng trong nhóm làm việc của mình. Qua kinh nghiệm thực tiễn, tôi thấy rằng ta nên đánh giá nhân viên dựa trên ba yếu tố khác nhau. Những yếu tố này có thể
Nhìn nhận cách đơn giản thông qua việc quan sát, có thể xem đây là căn cứ cho việc đánh giá các nhân viên tiềm năng. Những người ấy sẽ trở thành cố vấn vô danh của họ. Họ có thể là những nhân viên ngay trong nhóm, ngay trong văn phòng làm việc của bạn. Hoặc mặt tích cực của họ có thể được thể hiện trong ba phương diện dưới đây. Đó là năng lực, họ thực hiện tốt công việc như thế nào. Động lực, họ hoàn thành tốt công việc ấy ra sao. Phù hợp với văn hóa công ty, họ hòa hợp với văn hóa công sở như thế nào. Cụ thể như sau. Năng lực là yếu tố dễ đánh giá nhất trong ba nhân tố vì nó thuộc về khía cạnh chuyên môn. Người có năng lực thường là những người đi đầu, đứng đầu hoặc là những người nắm vững vị trí tiên phong. Đó có thể là đại diện dịch vụ khách hàng, người luôn tiếp cận một số lớn yêu cầu để thỏa mãn khách hàng. Đại diện kinh doanh, những người luôn đáp ứng hay vượt các mục tiêu của mình. Hoặc là nhân viên, những người luôn giải quyết các vấn đề nhanh chóng và hữu hiệu. Nói một cách khác, đó là những người biết rõ khả năng của mình và có uy tín. Bạn có thể xác định được tiêu chí này ở một người thông qua quá trình làm việc với họ. Bạn có thể gặp một số người có thể am hiểu với việc họ đang làm. Nhưng khi bắt tay vào việc thì ngược lại. Điều đó cũng giống như những người vận động viên có dáng vẻ rất thể thao, nhưng khi vào cuộc thì chẳng có tinh thần thi đấu chút nào cả. Đối với những người này, bạn cần lắng nghe ý kiến của cấp trên, cũng giống như các cộng sự, để khỏi bị lầm tưởng. Động lực. Động lực là sự thúc đẩy trong công việc để dựa vào sự hiểu biết, và trách nhiệm và sự khao khát hành động. Cộng sự tốt nhất là những người cộng sự hiểu về trách nhiệm và hoàn thành trọng trách của mình. Những người này luôn đặt một phần con người của họ vào công việc. Điều này không phải bởi vì công việc của họ là ai, mà vì họ biết rằng bất kỳ điều gì họ làm đều phản ánh qua hình ảnh, qua năng lực của họ. Họ muốn thể hiện năng lực của mình. Nếu muốn không làm được như đã hứa, họ chắc chắn rằng cấp trên sẽ nhận ra và chỉ định người khác để thực hiện thay họ. Những người không có động lực là những người đến công ty làm việc chỉ để kiếm tiền. Họ sẽ cố bám trụ cho đến khi có chuyện xảy ra và tìm được một việc mới chẳng hạn, nghỉ hưu hay trúng số chẳng hạn. Những người này thường không quan tâm đến việc bạn có nhận được cái mà bạn cần hoặc là bạn nhận được những giải pháp thấu đáo hay không. Họ vẫn ung dung, vô lo. Điều nhiều lúc đó không kịp tiến độ công việc, phù hợp với văn hóa công sở. Đây là những nhân tố mà bạn cần phải thu thập bằng sự quan sát và có thể mất nhiều thời gian để cân nhắc xem ai là phù hợp với văn hóa đó. Môi trường văn hóa công sở có nhiều người xây dựng. Về mặt tự nhiên, mỗi người đều mang những nét khác biệt nhau. Bởi vậy, việc hòa nhập được, có người lại không hòa nhập được với văn hóa đó. Thường thì những người tiến xa trong sự nghiệp là những người thích nghi tốt hoặc là đặc trưng văn hóa này về nhiều mặt. Văn hóa công sở có khuynh hướng tái tạo, nghĩa là một người hòa hợp tốt thì họ sẽ giới thiệu cho những người khác giống họ và môi trường họ, và cứ thế tiếp tục. Điều này có cả lẫn mặt tốt lẫn mặt xấu. Thay đổi văn hóa là điều rất khó, thậm chí không thể thực hiện được. Khó là vì không phải ai cũng đủ kiên trì cố gắng thuyết phục số đông còn lại để thay đổi suy nghĩ và những hành động. Hơn nữa, nếu không có lý do để hợp lý để thay đổi thì người ta luôn sẽ có khuynh hướng thích giữ nguyên cái cũ. Mỗi công ty đều có những nền văn hóa công sở riêng của mình. Một người nào đó từng làm việc trong công ty một thời gian, từng thăng chức và được xem là thành công, chắc chắn sẽ biểu lộ những hành vi phù hợp với toàn thể công ty. Chẳng hạn, nếu văn hóa công ty đòi hỏi sự năng động thì nhân viên nó luôn bận rộn và làm nhiều việc để hòa hợp tốt. Nếu văn hóa công ty tổ chức theo cấp bậc và tôn trọng các cấp bậc chức vụ của các nhân viên, biết tôn trọng những người có cấp bậc cao hơn hoặc là khéo léo trong mối quan hệ cấp trên sẽ hòa hợp tốt hơn. Ngược lại, những người không phù hợp hoặc là những người không thích nghi được với văn hóa công ty sẽ phải làm việc với một cảm giác chịu đựng. Họ sẽ khó hòa nhập được. Họ luôn tách biệt với đồng nghiệp. Họ không nói tốt về công ty. Họ không nói tốt với vai trò của mình trong công việc, cũng như không cư xử với mọi người theo cách mà những người đồng nghiệp trong công ty vẫn cư xử với nhau. Chẳng hạn, một nhân viên muốn quen với việc cách trò chuyện lớn tiếng, huyên náo
sẽ cảm thấy khó hòa nhập trong một môi trường làm việc mà mọi người luôn nói chuyện với nhau cách nhỏ nhẹ và lịch sự. Trong mô tả ngắn gọn này, tôi hy vọng bạn sẽ hiểu được lợi ích của việc cố vấn vô danh, đồng thời có thể tìm cho mình những nhân vật như vậy. Trong quá trình làm việc, bạn có thể có nhiều cố vấn vô danh, chứ không nhất thiết phải có thêm những số lượng, phải giới hạn số lượng. Họ sẽ giúp bạn phát triển khả năng bản thân mà không phải mất nhiều thời gian, nhiều nỗ lực. Đấy, hãy thử làm theo hướng dẫn trên và bạn phải ngạc nhiên về những gì mình học được từ nó. Và những vấn đề sau thì bàn về văn hóa công sở vân vân thì sẽ được nói ở phần sau.